À AFF Cup 2024, huấn luyện viên Kim Sang-sik tìm ra chiến thuật mới toanh, đội tuyển Việt Nam đón liên tiếp tin vui. Sau khi kết thúc hành trình tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho mục tiêu lớn tiếp theo, giải vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2024. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik, đội tuyển đang trải qua những thay đổi tích cực cả về chiến thuật lẫn tinh thần thi đấu. Huấn luyện viên người Hàn Quốc đã mang đến một làn gió mới cho đội tuyển Việt Nam và giúp các cầu thủ phát huy tối đa khả năng của mình. Chiến thuật mới toanh 4-1-4-1. Sau khi thử nghiệm ở các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã tìm ra một chiến thuật mới để áp dụng cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024. Chiến thuật này được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa sự linh hoạt trong tấn công và sự vững chắc trong phòng ngự. Chiến thuật 4-1-4-1 của huấn luyện viên Kim Sang-sik tập trung vào việc xây dựng một hàng thủ vững chắc với bốn hậu vệ và một tiền vệ phòng ngự đứng trước. Hệ thống phòng ngự này có thể đối phó tốt với các tình huống tấn công của đối phương. Huấn luyện viên Kim đã đặc biệt chú trọng vào việc cải thiện khả năng phòng ngự của các hậu vệ, đồng thời yêu cầu sự hỗ trợ phòng ngự từ các tiền vệ cánh và tiền đạo. Trong trận đấu gần nhất, sự kết hợp giữa trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và Bùi Tiến Dũng đã tạo ra một bức tường phòng ngự vững chắc giúp đội tuyển Việt Nam hạn chế tối đa các pha giữ điểm nguy hiểm từ đối thủ. Bên cạnh đó, sự trở lại của Đặng Văn Lâm trong khung thành cũng mang đến sự yên tâm cho cả đội. Trong hệ thống 4-1-4-1, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã tạo ra sự linh hoạt trong tấn công bằng cách sử dụng các cầu thủ có khả năng tấn công tốt và di chuyển linh hoạt. Tiền vệ trung tâm Hoàng Đức và Hùng Dũng được giao nhiệm vụ điều tiết trận đấu và hỗ trợ các tiền đạo sự kết hợp giữa tốc độ của văn toàn và khả năng giữ bóng của tiến linh đã giúp đội tuyển việt nam tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn ngoài ra huấn luyện viên kim cũng không ngần ngại thử nghiệm các cầu thủ trẻ như khuất văn khang và đinh thanh bình ở vị trí tiền đạo cánh giúp đội tuyển có thêm những phương án tấn công đa dạng và khó lường sự sáng tạo và tốc độ của các cầu thủ trẻ này đã mang lại những yếu tố bất ngờ trong các pha tấn công của đội tuyển huấn luyện viên kim sang xích đã thành công trong việc kết hợp giữa các cựu binh giàu kinh nghiệm và những tài năng trẻ đầy triển vọng, những cầu thủ như Quang Hải, Hùng Dũng và Tiến Linh không chỉ là những trụ cột trong đội hình mà còn là những người dẫn dắt các cầu thủ trẻ. Sự kết hợp này đã tạo ra một đội hình cân bằng, có thể đối phó với mọi tình huống trên sân. Một trong những tin vui lớn nhất cho đội tuyển Việt Nam trước AFF Cup 2024 là sự trở lại của các trụ cột sau chấn thương. Đoàn Văn Hậu đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng trở lại sân cỏ sự trở lại của họ không chỉ tăng cường sức mạnh cho đội hình mà còn mang lại sự tự tin cho toàn đội dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên kim sang xích tinh thần đoàn kết và sự tự tin của các cầu thủ đã được nâng cao rõ rệt các buổi tập luyện diễn ra trong bầu không khí vui vẻ và đầy quyết tâm huấn luyện viên kim luôn khuyến khích các cầu thủ giao tiếp và hỗ trợ lẫn nhau giúp tạo ra một tinh thần đội bóng mạnh mẽ không thể không nhắc đến sự ủng hộ to lớn từ người hâm mộ việt nam dù đội tuyển đã gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua nhưng người hâm mộ vẫn luôn đứng bên và cổ vũ hết mình cho đội tuyển. Sự ủng hộ này đã trở thành nguồn động lực to lớn giúp các cầu thủ vượt qua áp lực và thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và những thay đổi tích cực dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đang hướng tới AFF Cup 2024 với một tinh thần mới và những kỳ vọng lớn. Đây sẽ là cơ hội để đội tuyển khẳng định vị thế của mình trong khu vực Đông Nam Á và mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã khẳng định rằng ông và các học trò sẽ nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu cao nhất tại AFF Cup 2024. Huấn luyện viên Kim chia sẻ: "Chúng tôi đã sẵn sàng cho những thử thách phía trước, đội tuyển sẽ thi đấu với tinh thần chiến đấu không từ bỏ và quyết tâm giành chiến thắng. Tôi tin rằng với sự ủng hộ của người hâm mộ, chúng tôi sẽ làm được điều đó." Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đang trải qua một giai đoạn thay đổi tích cực với chiến thuật mới và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội tuyển đang hướng tới AFF Cup 2024 với mục tiêu cao nhất. Sự trở lại của các trụ cột, tinh thần đoàn kết cao độ và sự ủng hộ từ người hâm mộ là những yếu tố quan trọng giúp đội tuyển tự tin bước vào giải đấu. AFF Cup 2024 không chỉ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam khẳng định vị thế của mình trong khu vực mà còn là dịp để đội bóng mang lại niềm vui và niềm tự hào cho người hâm mộ. Chúng ta hãy cùng chờ đợi và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong những trận đấu sắp tới để cùng chứng kiến những bước tiến mới của đội bóng áo đỏ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Sau khởi đầu tương đối tròn trịa cùng đội tuyển ở hai trận đấu đầu tiên, người hâm mộ đang chờ đợi vị chiến lược gia Hàn Quốc có thể từng bước khôi phục vị thế của bóng đá Việt Nam. Chương khởi đầu của huấn luyện viên Kim Sang-sik với đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành sau khi ông cùng các học trò kết thúc hành trình ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Sau hai trận đầu tiên cầm quân với thời gian chuẩn bị tương đối ngắn, vị chiến lược gia Hàn Quốc sớm ghi điểm khi mang đến những tín hiệu tích cực, từ đó mở ra những hy vọng về một tương lai tươi sáng cho binh đoàn rồng vàng. Bắt nhịp nhanh nhờ thấu hiểu, đảm nhiệm cương vị huấn luyện viên trưởng chỉ một tháng trước trận đấu chính thức đầu tiên, thời gian chuẩn bị của ông Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam là tương đối gấp rút. Không những vậy, nhà cầm quân Hàn Quốc còn nhận nhiệm vụ trong bối cảnh niềm tin của người hâm mộ với đội tuyển đang chạm đáy sau chuỗi kết quả thất vọng dưới thời chiến lược gia tiền nhiệm Philip Chuzier. Trước áp lực ngay từ chặng khởi đầu, thầy Kim sớm thể hiện khả năng thích nghi với môi trường bóng đá Việt Nam bằng những quyết định hợp lý cả ở trong và ngoài sân cỏ. Thay vì đóng vai trò một người thầy, nhà cầm quân Hàn Quốc từng bước trở thành một người anh của các cầu thủ khi chủ động làm quen, tạo sự gần gũi qua những cuộc trò chuyện thân thiện trực tiếp tham gia với các học trò trong những bài tập khởi động. Cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Như Thuần nhấn mạnh, với kinh nghiệm của bản thân khi đã có thời gian làm việc với nhiều huấn luyện viên ngoại, tôi cho rằng sự gần gũi, gắn kết về tinh thần giữa huấn luyện viên và các cầu thủ là rất quan trọng. Khi tạo được mối liên kết gần gũi, các cầu thủ sẽ có động lực để đồng lòng, xả thân công hiến vì người thân của mình. Ở cuộc đối đầu với Philippines, tinh thần không bỏ cuộc của toàn đội đã được thể hiện khi bàn ấn định chiến thắng 3-2 của Tuấn Hải đến ở những phút bù giờ cuối cùng. Bên cạnh khả năng khơi dậy nguồn cảm hứng cho các học trò, thầy Kim cũng cho thấy sự mát tay trong cách dùng người khi giúp những trụ cột như Hoàng Đức hay Tiến Linh lấy lại phòng độ. Còn nhóm cầu thủ vào sân thay người như Tuấn Hải, Tuấn Anh, Phan Tuấn Tài, chân gặp Philippines hay Đinh Thanh Bình, chân gặp Iraq đều giúp lối chơi của đội tuyển khởi sắc hơn. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức so sánh dường như có nét tương đồng về hiệu quả thay người giữa huấn luyện viên Kim Sang Sik và người đàn anh Park Hang-seo khi các cầu thủ được thầy Kim đưa vào sân đều ít nhiều để lại dấu ấn. Thực tế, huấn luyện viên Kim Sang Sik không phải phù thủy để có thể ngay lập tức giải quyết những vấn đề còn tồn động. Hàng thủ của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể tìm lại sự chắc chắn khi để thủng lưới 5 bàn trên hai trận đấu đã qua, dù các đối thủ không còn mục tiêu thi đấu. Ở chiều ngược lại, 3 phần tư bàn thắng của đội tuyển được ghi vào lưới Philippines, đối thủ kém chúng ta đến 26 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, chính thái độ cầu thị, lắng nghe và sự chuẩn bị nghiêm túc đã và đang giúp nhà cầm quân Hàn Quốc thổi làn gió tươi mát vào đội tuyển. Đặc biệt, những lời cố vấn từ người đàn anh Park Hang-seo không chỉ cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích mà còn là sự động viên quý giá, tiếp thêm sự tự tin để thầy Kim vững tay trèo trong chặng khởi đầu. Chờ tai ướm mầm của thầy Kim như chính huấn luyện viên Kim Sang-sik thừa nhận, quãng thời gian 5 ngày trước đợt tập trung FIFA Days là chưa đủ để nhà cầm quân Hàn Quốc tạo ra sự thay đổi sâu rộng ở đội tuyển, đặc biệt là ở khía cạnh nhân sự. Những gương mặt được thầy Kim lựa chọn phần lớn vẫn là các cựu binh đã quen mặt với người hâm mộ từ thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Đây là quyết định hợp lý khi huấn luyện viên Kim Sang-sik cần những kết quả tốt trong giai đoạn đầu nhằm lấy lại cảm hứng cho các cầu thủ cũng như người hâm mộ. Tuy nhiên, để hướng đến những mục tiêu lâu dài với đội tuyển Việt Nam, vấn đề trẻ hóa đội hình để tìm động lực mới cho các cầu thủ sẽ là bài toán chờ thời Kim đi tìm lời giải. Nhà báo Long Vũ nhận định, khi nhiều cầu thủ nòng cốt từ thời huấn luyện viên Park Hang-seo đã dần bước qua thời kỳ đỉnh cao, tương lai của đội tuyển sẽ phụ thuộc vào khả năng nuôi dưỡng của huấn luyện viên Kim Sang-sik đối với những nhân tố trẻ như Đình Bắc, Khuất Văn Khang hay những ẩn số như Đinh Thanh Bình. Ở hai trận đấu đã qua, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã thực hiện những thử nghiệm về vị trí thi đấu của các cầu thủ như đưa Khuất Văn Khang từ vị trí hậu vệ trận gặp Philippines lên tiền đạo cánh để hỗ trợ cho Tiến Linh hay trả đức chiến về vị trí sở trường là tiền vệ phòng ngự ở trận đấu gặp Iraq. Một trong những nhân sự bổ sung là tiền đạo Đinh Thanh Bình cũng đã được thầy Kim trao cơ hội và có màn thể hiện khá tốt trong những phút cuối trận gặp Iraq. Tiền đạo của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chơi năng nổ và tạo được một số tình huống nguy hiểm trong đó có pha căng ngang để Tiến Linh rút điểm ở phút 81. Có thể thấy, huấn luyện viên Kim Sang xích và ban huấn luyện đã bắt đầu hướng sự tập trung cho ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, giải đấu mà đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu đi đến trận đấu cuối cùng. Quãng thời gian từ nay đến ngày khởi tranh giải đấu 23 tháng 11 năm 2024 sẽ là cơ hội để thầy Kim và đội ngũ trợ lý tiếp tục thực hiện công việc quen thuộc, theo dõi phong độ của các cầu thủ tại V-League Từ đó, lựa chọn những mảnh ghép phù hợp để củng cố đội hình từng bước hướng đến mục tiêu khôi phục vị thế của bóng đá việt nam trong tương lai